xin bùi, xin ngải, xin thuốc, xin men, xin bị trị bệnh, xin gì bây giờ Đức Thầy cũng lòng từ bi cho hết. Nhưng mà Đức Thầy xin cho chúng ta ba điều thôi mà mình làm hiểm, không cho. Có không mấy chị? Xin mà không cho. Bây giờ xin ba điều là ba điều gì? Cái thứ nhất, Đức Thầy nói từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật, lòng vui tu hành. Xin vậy, xin đừng đeo đắm lợi danh, đúng không? Rồi mình không cho. Ông Phật ông xin mình có điều này, tất nhiên là xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức, hư danh giải truyền. Điều kiện này mình không cho. Rồi bắt đầu Đức Thầy mới nói thôi giờ không cho điều này, bây giờ cho tôi cái điều thứ hai đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm kính lễ Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến quý ông quý bà, và kính đến đồng đạo tâm bột đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến tất cả đồng đạo và chư quý vị trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho đấng thân đồng đạo tám bộ, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ để góp phần cho gia đình, để lát nữa cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người qua giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhã tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Thưa chư quý vị, thì đáng lý ra đó là trong hàng năm chúng tôi được biết nơi gia đình của đồng đạo tám bột này là gieo duyên rất rộng của bác anh em chứ đồng đạo, và đồng đạo cũng đồng tình để mà thân hành đến chung dự đông lắm. Nhưng mà chúng tôi thấy cảm nhận bữa nay đó là cũng rất đông, nhưng mà bữa nay á, vì cái lý do trong khi đó có một cái đám giỗ bên kia là gia đình của đồng đạo Mẫm, cho nên coi như là đồng đạo chúng ta coi như là cũng có chia phần, nên coi như là cái sự dự diễn được là tất cả chư quý vị đông như thế này đó, là chúng tôi cảm nghĩ là trong đồng đạo tám bột đó gieo nhân duyên cùng với quý vị sâu sắc lắm, cho nên bữa nay quý vị mới coi như là thân hành đến ở đây chung dự được đông như thế này cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi chư quý vị, thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau để trao đổi giáo lý. Thì vừa qua rồi quý vị mình cũng lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của hai vị đồng đạo là đồng đạo Mười Nghĩa và đồng đạo Năm Tiếp, đến với tất cả chư quý vị là cái chương trình tự chọn trong giáo lý của Đức Thầy, mà trích ra hai câu hoặc giả là trong nội dung rồi bàn cùng tất cả chư quý vị. Giờ đến phần của chúng tôi trao đổi cùng với quý vị thì cũng liên tục trong chương trình cũng không ngoại lệ, tất nhiên là trao đổi giáo lý để tìm hiểu nghĩa trong giáo lý của Đức Thầy, để chúng ta lấy đó mà làm phương châm tấn ích trên con đường tu học của mình. Nhưng mà ở nơi chương trình trao đổi giáo lý nó có những phần là: một là đọc lại sấm thi nguyên văn giáo lý của Đức Thầy, hai là tự chọn cũng gọi là cái chương trình thuyết trình, và ba tất nhiên là cái chương trình trao đổi nghi vấn. Chắc có lẽ là đồng đạo cho chúng tôi chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay tất cả chứ quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy hai câu, bốn câu hoặc giả là trong nội dung giáo lý. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng, và trách nhiệm ấy là bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn trói nghĩa. Và những chỗ nào mà chúng tôi trình bày chưa được rõ ràng lắm thì quý vị mình cũng lấy tình từ bi của Đức Phật mà thông cảm và quan hỷ cho. Và sau đó quý vị mình sẽ bổ cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót, đó là sự khát vọng, mong mỏi chúng tôi cùng với quý vị hợp tác để làm cho Phật Nhật được trùng quy và Pháp Luân được thường chuyển, và làm cho giáo lý của Đức Thầy được truyền bá khắp cả bàn nhân bá tánh. Đó là công hạnh của tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi cũng như ban tổ chức gia đình cùng cộng hợp nhau để mà đáp đền ân Tam Bảo trong môn một khi tổ thầy còn xa vắng.
Thì giờ đây chúng tôi coi như là cũng vài lời nói đầu để làm gạch nối đến tất cả chư quý vị, để mà có một cái tình cảm thiêng liêng. Thì chúng tôi cũng xin trở lại chương trình tiết kiệm trong thời gian để đi sâu vào chương trình trao đổi giáo lý. Vậy thì ban tổ chức hôm nay cho chúng tôi chương trình nghi vấn quý vị mình có thể đưa lên trong giáo lý Đức Thầy rồi chúng tôi cùng với quý vị ngồi lại bàn. Một ý kiến không là phải thạo, mà phải nhờ đồng đạo khắp nơi điểm tô chân lý rạng ngời sáng danh hòa hảo nơi nơi điều tường. Có nghĩa là độc mộc bất thành lâm, nhất là yến bất tạo quý sưng, một con chim én không thể tạo ra một mùi sưng được, là một bàn tay không thể coi như là làm nên coi như là bợp được. Vì vậy cho nên một cây làm chẳng nên non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao. Đó là cái tinh thần mong muốn của chúng tôi như thế ấy. Thì bây giờ chúng tôi coi như là xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị cũng như ban sứ ngôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây để bước vào chương trình, mời chị Sáu Thí sẽ đến đây để đặt câu hỏi cho anh Tư Phương. Xin mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lễ kính Đức Ca Thầy. Kính thưa huynh, cho em hỏi, đúng ra là 4 câu nhưng mà em hỏi thêm 6 câu cho sáng nghĩa nha. Và cho em hỏi trong quyển 5 là: dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương. Khi nói làm chẳng chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Dạ em xin hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Là hai câu sau là em xin dạ. Dạ kính thưa toàn thể quý cô bác anh chị em kính mến, để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy, và trong đó 6 câu. Trong 6 câu đó là: dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm chẳng chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Rồi việc mê si phải nương thuyền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đau tin bướng nghe càng, làm ngu muội đỏ thân uổng kiếp. Thưa chư quý vị, vậy thì trong một đoạn văn như trên đó thì nói là 4 câu chứ ở trong đây là 8 câu rồi cô bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Thành một mệnh đề bình giảng thôi, vì bữa nay bình giảng cùng với quý vị nha, chứ không phải là cái chương trình giải đáp nghi vấn. Nếu giải đáp nghi vấn là 2 câu, 4 câu hoặc giả là trong nội dung là mấy chữ thôi, nhưng mà đây là tới 10 câu. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đồng đạo mới nêu lên trong một đoạn này là trong quyển Khuyến Thiện. Mà quyển Khuyến Thiện Đức Thầy viết vào năm Tân Tỵ, năm 1941 ở tại nhà thương Chợ Quán. Và có tất cả dạy đó là 776 câu mà được đồng đạo trích ra trong đây 10 câu. Hay 8 câu không? 8 câu. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ chúng tôi xin bàn cùng với quý vị qua cái đoạn giảng như trên. Đức Thầy yêu kính của chúng ta lâm phàm từ ở bên cõi cực lạc, và sau khi xuống trần, Đức Thầy cho chúng ta biết lòng thương lê thứ đáo ta bà, thừa chuyển pháp luân dũng khuyến ca, cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ, giải răng kẻ tục vượt đây hà. Chính vì lẽ đó ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy lâm phàm và chính thức cai đạo để mà cứu độ cho tất cả các chúng sanh. Rồi Ngài có như là quán xuyến trình độ của chúng sanh trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này, cho nên Đức Thầy mới đưa ra cái tông chỉ gọi là học Phật tu nhân. Và cái tông chỉ học Phật tu nhân ấy là cái chương trình Đức Thầy giáo hóa cho tất cả các chúng sanh, nhưng mà chương trình học Phật ấy có pháp môn tịnh độ. Thưa cô bác anh em trong đạo, nên Đức Thầy lúc đi dạo Lục Châu đó là Đức Thầy mới giải cho tất cả các chúng sanh, nhưng mà thấy chúng sanh có trình độ nhân duyên với Phật Pháp và pháp môn tịnh độ, nên Đức Thầy mới nói là có người tu niệm đáng thương đi mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh, là chỉ cho chúng ta cái con đường tịnh độ. Rồi bây giờ trong pháp môn tịnh độ, Đức Thầy giải cho chúng ta coi như là từ trên dài dài xuống dưới, và độc đáo tất nhiên là Đức Thầy giải cho chúng ta
là phải coi như là diệt thập ác của bác anh em chứ đồng đạo. Mà thập ác nó gồm có là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, tham lam, sân nộ, mê si, là 10 điều ác mà Đức Thầy cho chúng ta biết chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Tất nhiên là chúng sanh coi như là tịnh được ba nghiệp ấy là tu mới thành Phật được. Còn bằng không là nếu như chúng ta còn vướng vào trong thập ác là chúng ta tu không bao giờ thành Phật được, cô bác anh em chúng đạo. Nhưng qua câu này đồng đạo mới hỏi qua coi như là trong cái đoạn chót mê si. Trong đoạn chót mê si là ác thứ 10, đoạn chót mê si nguyên tâm tối từ hầu vô thị, gồm màn vô minh che mờ căn trí nên thường khi nhận ngụy làm chân, lo quyển thân vật chất kém hơn chẳng tiền biết tinh thần đạo đức mới tới, là trong đoạn này không mới dệt lưới nghi đeo điều phiền phức bệnh rịnh đời cực khổ tan thương khi nói làm chẳng chịu si lường mà phạm tội nên gần nghiệp ác. Thưa cô bác anh em chúng đạo, vậy thì bây giờ trong đoạn này là Đức Thầy dạy chúng ta ra sao? Mời cùng tất cả đồng đạo và chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua đoạn giảng như trên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, dệt tất nhiên là một tấm thảm, một chiếc chiếu, một chiếc đệm, một mảnh vải là người ta bắt đầu đưa vô trong cái khung là dập vô, dập vô, dập vô mãi coi như là trong khi đó nó trở thành tấm thảm, trở thành chiếc chiếu, trở thành coi như là tấm vải nên gọi là dệt. Đúng không? Rồi bây giờ con người của chúng ta đang tu tập đây, hằng ngày chúng ta cứ dập vô không? Không? Những cái gì ở bên ngoài nghe cái tiếng đồn cũng dập vô để nghi. Rồi câu trong sách vở, rồi trong khi đó chúng ta cũng dở ra để nghi. Rồi những đồng đạo nói chuyện rồi bây giờ trong khi đó chúng ta cũng nghi. Cho nên cứ dập vô hoài. Cho nên trong khi đó chúng ta không biết bao nhiêu những cái nghi. Chính vì nghi đó mà chúng ta tu mà không có đạt được trong cái chỗ quả vị cao và đến cái chỗ cứu cánh chính, đến cái chỗ coi như là viên mãn. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là giống nồi thiệt cốt rồng tiên mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Còn sao nữa? Tu hành mà mãi nan nghi, đúng không? Tu hành mà mãi nan nghi sợ ta gạt gẫm cũng kỳ chứ vậy. Tu thì tu vậy đó mà vẫn còn nghi. Nghi không biết Đức Thầy phải là ông Phật không? Nghi Đức Thầy không biết cứu độ chúng ta được không? Nghi mình làm phước mà trong khi đó không biết coi như là có phước không? Nghi mình coi như là đi đám làm tần, nghi mình đi đám giỗ, nghi mình đi coi như là chương trình đạo sự mà không biết coi như là làm như vậy cuối cùng rồi chúng ta có thành công kết quả gì không? Có đồng đạo mới cách hôm nay coi như là khoảng 3 ngày xuống tôi nè, rồi nói tu thu theo giáo lý của Đức Thầy sao trong thời gian đầu đó hen là nhà cửa tôi bây giờ coi như là nó sụp đổ. Nghi. Rồi bây giờ đất cát của tôi 20 mấy gần 30 công tôi bán lần riết bây giờ không còn công nào còn cái nền nhà ở. Mà nó tu theo giáo lý Đức Thầy, ông thầy ông Phật ông đó ông độ cho tôi coi như làm ăn khá. Mà tôi tu riết bây giờ sao tôi nghèo. Nghi. Rồi mượn đồng đạo tâm nè mới quay lên giùm cho tôi lần mà tôi nói trần tình cái cảnh của tôi đặng mà cho đồng đạo biết con sao. Cô bác anh em chứ đồng đạo, vậy thì bây giờ quý vị mình được biết cái sự tu tập của mình là chúng ta phải phá lòng nghi. Mà muốn phá lòng nghi đó là chúng ta phải có niềm tin. Cô bác anh em chứ đồng đạo, vì vậy cho nên khi mà lòng tin chúng ta bị giảm thiểu rồi là cái sự tu tập chúng ta không có thành công kết quả được đâu. Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đó là thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chặt dình, càng cao đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luống không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thiền của giấc chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải có một niềm tin sâu sắc. Niềm tin đó tất nhiên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta chánh tinh tấn dầu thành hai bài. Cũng một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đường đi tới.
không, ai có phá rối cỡ nào đi chăng nữa, chúng tôi một niềm tin ông Phật tu hoài tới, cô bác anh em chưa đồng đạo ha. Vì vậy cho nên chúng ta tin gì đây? Bây giờ chúng ta tin tưởng có cẩu vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua, tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Thì lời Phật nói không hề sai thật, nếu làm y như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho kham, không ai có thể làm thôi chị, nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đạo nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật, thành tiên nhờ nó. Mà tin tưởng ấy trong lòng được có thì sự tu đâu có bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong bát tánh thập hương tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là được phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ không gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc trần chẳng để lòng ham hố, chắc chắn không sanh trở lại trần. Lòng hằng mong cõi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật. Mà lực nhân quả chẳng bao giờ chặt gieo giống nào, thì một cây ni chúng ta tin tưởng vào cái lực nhân quả như vậy, là tin tưởng niềm tin như vậy, tất nhiên là chúng ta mới vượt qua những cái chướng ngại khó khăn. Thưa cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, là hằng ngày chúng ta cứ dệt lưới nghi nghi hoài, rồi nó đeo phiền huyền phức, rồi bệnh rỉnh đời cực khổ tan thương. Tôi nói cùng với quý vị nghe, cái bệnh đau nhức đầu, nóng lạnh nhức xương sống, đau tâm can tỳ phế thận, cái bệnh nào coi như là chữa trị coi như là cũng hết hết, thấy không? Mà có cái bệnh này không hết, cái bệnh gì? Cái bệnh rịnh, cô bác anh em trong đạo. Cái bệnh rịnh này tất nhiên là không có hết được. Vì vậy cho nên hảo rủ đi đám dỗ, bắt đầu hỏi bây giờ trong mình tôi không khỏe. Hỏi sao không khỏe? Tôi mắc bệnh. Hỏi bệnh gì á? Bệnh rịnh. Nha, bây giờ cháu ngoại nó mới gửi đây nè, rồi bây giờ bỏ đi sao được, phải không? Rủ đi núi đi non cũng vậy, đi 3-4 ngày rồi, trong khi đó hỏi sao đi không được. Tôi mất công chuyện. Hỏi mất công chuyện nhỉ? Mất bệnh, phải không? Cũng bệnh rịnh không vậy. Tối ngày coi như là bệnh rịnh. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là điều thứ 6, tất nhiên là biệt ly cay đắng. Người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột trầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt nợ. Nợ gì? Nợ gia đình đeo đấm căn duyên, tất nhiên là bị cái nợ này. Bị cái nợ này mà nó bệnh rỉnh. Hiểu cái bệnh rỉnh này nó là sao? Bệnh rỉnh đời mới cực khổ tan thương. Càng bệnh nhiều chừng nào thì cực khổ nhiều chừng nấy, chứ có gì đâu, phải không? À, cho nên bây giờ thôi, giờ nếu như ai không muốn bệnh, buông. Vậy thôi, đâu có gì. Không bệnh thì buông, mà buông thì khỏe, phải không? Cho nên nếu như chúng ta buông ra rồi là khỏe liền. Cô bác anh em trong đạo, tôi kể quý vị nghe cái chuyện gọn gọn gì nghe. Có một bà mẹ, bà dặn đứa con, con ở nhà chừng nào mà thấy coi như là nhớ mẹ, con lấy coi như là cái tay á, là thọt vô trong cái keo, bút ra vài cục kẹo để mà ăn em đặng mà chờ mẹ về. Cái đứa trẻ nó nghe lời vậy đi, tới chừng bà mẹ bà đi rồi nó tham, cách nó thọc tay vô, nó không bóc một cục hai cục, phải bóc một cục hai cục, nó nhỏ gì nó rút ra được, mà nó hốt cho một nạm, bắt đầu nó rút ra không được. Cái nó khóc, nó khóc la, nó dãy hoài luôn mà cũng không bao giờ rút tay ra được. Tới chừng mà xui khiến sao bà mẹ bà về, bà mẹ bà về bà bảo coi như bây giờ con buông ra đi, rút tay ra được, còn con không buông là không rút tay ra được. Vậy đó mà cuối cùng rồi hen, là nó cằn nhằn, trong khi đó con không buông mà con muốn rút tay ra hả? Bà mẹ nói con không buông mà con rút tay ra sao được, bây giờ con phải buông mới được. Nhưng mà cuối cùng rồi nó nghe lời mẹ, là nó buông ba cái kẹo đó ra, nó mới rút tay ra được. Cô bác anh em chứ đồng đạo, đúng không? Vậy thì mình bây giờ cũng vậy, mình coi như là mẹ của mình, tất nhiên là ông Phật nè, phải không? Phật thương chúng khác nào con đỏ, mất lúc nào cũng ngó đến luôn. Muốn làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi. Rồi bây giờ ông Phật ông bảo mình buông, mà mình trong khi đó ông mình trả lời với ông Phật, và bây giờ con muốn là không buông mà con rút tay ra được, không có cách nào được. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nghe lời ông Phật buông là chúng ta mới rút tay ra được. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ nếu như chúng ta bệnh rịnh đời thì cực khổ tan thương liền, không bao giờ hết khổ. Chúng sanh muốn hết khổ là chúng ta phải buông, cô bác anh em trong đạo, có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết hen, là mình xin Đức Thầy không biết bao nhiêu thứ nghe mấy cô mấy chị. Xin bùa, xin ngải, xin thuốc, xin men, xin bị trị bệnh, xin gì bây giờ Đức Thầy cũng lòng từ bi cho hết.
Nhưng mà Đức Thầy xin cho chúng ta ba điều thôi, mà mình làm hiểm, không cho. Có không mấy chị? Xin mà không cho. Bây giờ xin ba điều là ba điều gì? Cái thứ nhất, Đức Thầy nói từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng vui tu hành. Xin vậy, xin đừng đeo đắm lợi danh, đúng không? Rồi mình không cho. Ông Phật ông xin mình có điều này, tất nhiên là xin đừng đeo đắm lợi danh, bỏ trôi đạo đức, hư danh dạy truyền. Điều kiện này mình không cho. Rồi bắt đầu Đức Thầy mới nói thôi giờ không cho điều này, bây giờ cho tôi cái điều thứ hai đi. Điều thứ hai là cái điều gì? Bây giờ Đức Thầy mới cho chúng ta biết xin quên mấy lúc giận hờn. Mình cứ giận hờn hoài, Đức Thầy xin mình cái điều giận hờn, đừng có giận hờn nữa, thấy không? Mà mình vẫn dần còn giận hờn hoài, cô bác anh em trong đạo mình không cho, thấy không? Rồi bây giờ cái điều kiện thứ ba Đức Thầy nói là xin trong anh chị đừng phiền. Đồng bạc, đồng tiền là thứ phi nhân, mà bây giờ mình cũng vẫn chạy theo nó. Chỗ này mình không cho thầy, đúng không? Nếu cô bác anh em dùng đạo vậy thì bây giờ qua câu này chương trình nghi vấn, cho nên bây giờ buộc lòng chúng tôi cũng gọi gọn gọn vậy thôi. Đó là bệnh rịnh đời cực khổ tan thương, khi nói làm chẳng chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Rồi bây giờ cái đoạn sau Đức Thầy mới cho chúng ta biết việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan. Là chúng ta muốn diệt được cái tâm mê si là chúng ta phải nương vào trong cái thiền giác. Mà nếu như cái thiền giác mà chúng ta không nương là không bao giờ diệt được cái tánh mê si mình, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ cái giác đó là cái con người của chúng ta đó, khi xảy ra, khi đụng chuyện rồi chúng ta mới giác, không vậy à. Giác tất nhiên là trong khi đó đụng chuyện rồi mới ăn năn hối hận về. Phải về tu giác trước vậy, đâu có chuyện đó. Cho nên có một lần nọ đó, cô bác anh em chứ đồng đạo, Đức Thầy ở trên Sài Gòn cầm cái chiếc xe coi như là cái đoàn dông nha, rồi cùng đi với ông giáo Khương. Nên bữa nọ không biết Đức Thầy làm một cái điều này đang dạy cho ông giáo Khương, dạy cho tín đồ hay sao. Cái Đức Thầy coi như là cầm cái chiếc xe đạp đi, mà Đức Thầy gắn cái dè ở đằng trước. Mà xe nào giờ quý vị mình thấy coi như là gắn, phải gắn hai dè không? Còn không gắn là không gắn dè nào. Còn này bây giờ Đức Thầy là kêu thợ gắn cái dè coi như đằng trước, cái đi chạy ra phố. Ông giáo Khương tức lý mới hỏi nó, dạ thưa thầy, chiếc xe đạp sao mà thầy không gắn dè sau mà Đức Thầy gắn cái dè trước? Cái Đức Thầy mới trả lời ôn tồn cùng với ông giáo Khương, ý là tôi gắn cái dè trước như vậy đó mà còn xảy ra tai nạn, huống hồ chi mà gắn cái dè sau. Nói đến đây ông giáo Khương ngơ ngẩn, không hiểu Đức Thầy nói cái gì. Rồi Đức Thầy mới giải thích thêm, cái điều nào tôi dạy ông cần lắng nghe kỹ, là bây giờ việc đời bất cứ cư xử điều gì, ông nên dè trước, không, đừng nên dè sau. Vậy thì bây giờ đồng đạo chúng ta thường hay gắn xe đạp cái dè sau không? Không có cái dè trước. Nếu như chúng ta dè trước là giác ngộ trước, là trong khi đó đâu có phạm tội, đúng không mấy anh? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta gắn dè trước là không bao giờ có phạm tội. Bất quý tham sân khởi di khủng tự giác trì, không sợ lòng tham lòng sân nổi lên, mà chúng ta coi như là sợ mình giác ngộ chậm, mình giác ngộ sau cái giác, cho nên chúng ta bị hoài, cô bác anh em dùng đạo. Cho nên khi đối đầu chúng ta bị phạm tội rồi, trong khi đó chúng ta phải dè. Dè làm sao được, phải không? Phải phạm tội nên gần nghiệp ác. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ trong cái đoạn giảng của Đức đồng đạo nêu lên là việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đau tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân uổng kiếp. Mà chúng ta thường hay mà tin bướng nghe càng, làm không đúng lời Đức Thầy chỉ dạy, cuối cùng rồi coi như là chúng ta phải bị đỏ chẳng theo con đường chánh giáo của Đức Thầy, rồi làm sao coi như là ông Phật độ mình được. Vậy thì bây giờ qua đoạn giảng như trên á, là chúng tôi chỉ chú dạy và bình giảng gọn gọn vậy thôi, cô bác anh em trong đạo. Và đến đây chúng tôi cũng xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, qua cái tiêu đề 8 câu mà được đồng đạo nêu lên, là từ cái câu coi như là dệt lưới nghi đeo điều phiền phức, bệnh định đời cũng khổ tan thương, cho đến cái câu là việc mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đau tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọa thân nguồn kiếp.
Và chúng tôi đã trình bày có như là gọn gọn với ý chính vậy thôi. Và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua tiêu đề này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.